Bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 9 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Tin cực vui, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Cuối tháng 10, các bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh ngừng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không để xảy ra đóng cửa một lần nữa. Dân Bình Dương được phủ vaccine, ca mắc và chuyển nặng giảm sâu. Gỡ thêm một chốt phong tỏa, Đà Nẵng chỉ còn 155 người thực hiện, ai ở đâu ở đấy. Nguy hiểm, Nam Định phát hiện sản phụ dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây, tải lượng virus rất cao. Đại dịch COVID-19 làm tăng rối loạn lo âu, trầm cảm trên toàn cầu. Và sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin cực vui, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong 2 tuần qua. Từ cuộc họp ngày 25 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia tới nay, vấn đề tổ chức cho người dân về quê theo nguyện vọng, hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, công tác đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức giao thông, lưu thông hàng hóa trong những ngày tới. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình dịch bệnh trong 2 tuần vừa qua, những việc đã làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, dự báo tình hình sắp tới, xác định nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất toàn quốc trong phòng chống dịch, tiếp tục định hướng công việc trong những tuần tới. Đây là thời điểm hết sức quan trọng, nhất là sau Hội nghị Trung ương 4 đã bàn rất kỹ, thảo luận rất sôi nổi về công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ 25 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước, giảm 47,3% so với 1 tuần trước đó. Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 5 ca, giảm 10 ca so với tuần trước. Thành phố Hồ Chí Minh 15.070 ca, giảm 14.766. Bình Dương 400 ca, giảm 559. Đồng Nai 41 ca, giảm 19. Khánh Hòa 8 ca, giảm 57. Kiên Giang 13 ca, giảm 18. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, an toàn trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân trong vùng dịch được ổn định, lòng tin nhân dân với Đảng, Nhà nước được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến khó lường, nguy cơ dịch bệnh gia tăng bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào. Nhất là thời gian qua, có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo. Tin tiếp theo, cuối tháng 10, các bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh ngừng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh. Thưa quý vị, theo Sở Y tế thành phố, trước tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng bắt đầu trở lại học tập, cũng như đưa các khu nhà tái định cư đi vào cuộc sống, phục vụ người dân, đơn vị xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố. Theo đó, các bệnh viện dã chiến của thành phố lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2021. Trước đó, các bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 ở khu tái định cư Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức sẽ ngừng hoạt động sau cùng, cuối tháng 12 năm 2021, do được đầu tư hệ thống nguồn oxy lỏng, giường hồi sức để đảm trách tiếp nhận F0 khi các bệnh viện dã chiến ngừng hoạt động. Bệnh viện dã chiến số 5, Thuận Kiều Plaza, quận 5 cũng nằm trong danh sách do yêu cầu hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 mức độ nhẹ và trung bình từ các bệnh viện trong khu vực trung tâm thành phố, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, An Bình. Theo Sở Y tế thành phố, khi giải thể các bệnh viện dã chiến của thành phố, các bệnh viện dã chiến của quận, huyện vẫn duy trì đảm trách tiếp nhận các trường hợp F0 mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Tính đến ngày 8 tháng 10, trên toàn thành phố có 15 bệnh viện dã chiến quận, huyện đi vào hoạt động, tổng quy mô gần 7.000 giường. Sở Y tế thành phố kiến nghị UBND chỉ đạo tất cả các quận, huyện duy trì hoặc sớm thành lập, chưa có các bệnh viện dã chiến với quy mô 300-500 giường bệnh. Trong đó có 30-50 giường oxy do bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viện thành phố trên địa bàn đảm trách. Các bệnh viện dã chiến quận, huyện đang sử dụng cơ sở hạ tầng là trường học,
cần chuẩn bị phương án di dời sang cơ sở hạ tầng mới phù hợp. Ưu tiên sử dụng nguồn đất công, thành lập bệnh viện dã chiến để có thể sử dụng lâu dài. Việc duy trì và phát triển mô hình bệnh viện dã chiến quận huyện theo Sở Y tế thành phố sẽ giúp các bệnh nhân quận huyện rảnh tay chuyển đổi trở lại công năng ban đầu là khám chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn. Tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không để xảy ra đóng cửa một lần nữa. Thưa quý vị, chủ đề đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh với người dân, doanh nghiệp trong chương trình dân hỏi, thành phố trả lời mới đây là khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thị Thắng đã đối thoại giải đáp những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp trên sóng trực tiếp livestream chương trình này. Một câu hỏi đặc biệt được gửi đến bà Phan Thị Thắng là liệu thành phố Hồ Chí Minh có đóng cửa trở lại hay không? Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố cũng như mọi người dân, doanh nghiệp đều mong muốn khi tổ chức sản xuất trở lại thì phải giữ nguyên như trước, chứ không phải nay mở mai đóng, bởi doanh nghiệp không thể ứng phó được. Muốn vậy, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được mọi người dân đều có ý thức phòng chống dịch bệnh. Thành phố sẽ ưu tiên vaccine cho các chợ đầu mối để đảm bảo tổ chức hoạt động bền vững. Nếu không kỹ, không phòng dịch tốt, đóng cửa trở lại có thể xảy ra. Nhưng chúng ta không thể nào để điều đó xảy ra, bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh. Trong khi nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo lắng về việc thiếu người lao động phục vụ sản xuất trở lại, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có những thông tin tín hiệu cho thấy nhiều người lao động muốn trở lại thành phố. Bà Phan Thị Thắng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố có sẵn kế hoạch đón bà con trở lại, hỗ trợ tiêm vaccine, thậm chí hỗ trợ tìm việc làm mới. Chuyển sang tin tiếp theo, dân Bình Dương được phủ vaccine, ca mắc và chuyển nặng giảm sâu. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, ngành y tế Bình Dương thông tin, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, địa phương ghi nhận 220.480 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.151 ca tử vong, 207.278 bệnh nhân xuất viện về nhà. Liên tiếp 11 ngày qua, ca mắc COVID-19 ở Bình Dương giảm đều, số ca tử vong giảm, bệnh nhân xuất viện tăng. Cùng với đó, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng giảm sâu. Hiện toàn tỉnh Bình Dương đang điều trị gần 22.000 bệnh nhân, nhưng chỉ có hơn 700 F0 có diễn biến nặng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương, sở dĩ có những chuyển biến tích cực trong điều trị F0 nhờ đi đúng hướng, trong đó yếu tố quan trọng là đã sớm phát hiện các F0 từ trạm y tế lưu động. Từ đó người dân tiếp cận nhanh, sớm nhất các gói thuốc để tự theo dõi, điều trị tại nhà. Ngoài ra, nhân tố quan trọng góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng tử vong là do Bình Dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện đã có hơn 95% dân số Bình Dương tiêm ít nhất một mũi vaccine, hơn 20% dân số tiêm mũi 2. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết, thực tế trong điều trị, chưa có bệnh nhân nào đã tiêm vaccine phải chuyển lên tầng 3, nơi dành cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. Mặt khác, ngành y tế củng cố xây dựng mô hình điều trị 3 tầng hiệu quả, liên kết chặt chẽ với bệnh viện dã chiến ở tầng 2, các đơn vị thu dung tại tầng 1. Ngoài chiến lược quyết định, yếu tố con người rất quan trọng, thực tế cho thấy đội ngũ y tế đã nỗ lực có lúc 200% khả năng, không ngày nghỉ, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hiếu chia sẻ. Theo thống kê của ngành y tế Bình Dương, đến nay địa phương đã tiêm 2.700.000 liều trên 4.300.000 liều vaccine COVID-19 được phân bổ. Trong đó, hơn 2.100.000 mũi 1, hơn 526.000 mũi 2. Bình Dương đang triển khai tiêm thần tốc với số lượng 150.000 liều trên ngày. Địa phương phấn đấu đến cuối tháng 10, toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Toàn tỉnh Bình Dương hiện đã đưa vào hoạt động 169 trạm y tế lưu động, trong đó có 21 trạm y tế lưu động trong khu vực, khu cụm công nghiệp và đang tiếp tục mở rộng thêm nhằm giúp người dân, người lao động dễ dàng tiếp cận khi cần. Chuyển sang tin tức tiếp theo, gỡ thêm một chốt phong tỏa, Đà Nẵng chỉ có 155 người thực hiện ai ở đâu ở đấy. Vâng thưa quý vị, cho đến ngày 9 tháng 10 hôm nay, toàn thành phố Đà Nẵng chỉ còn 3 điểm với 78 hộ, 301 nhân khẩu đang phong tỏa cứng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận huyện. Cụ thể, Hải Châu còn 2 điểm tại phường Thuận Phước và phường Bình Thuận với 55 hộ trên 210 nhân khẩu. Quận Thanh Khê còn 1 điểm tại Kiệt 223 trên 18 trên 96 Trường Chinh, phường An Khê với 23 hộ trên 91 nhân khẩu. Từ 9 giờ sáng đến nay, việc tháo dỡ chốt phong tỏa Kiệt 86 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã được thực hiện. 38 hộ với 146 dân cư tại đây, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Ông Lê Quyết Chiến, 73 tuổi, người dân tổ 10, phường Thuận Phước phấn khởi cho biết. Nghe tin được tháo chốt khu phong tỏa của tôi mừng lắm.
Tính từ lúc phong tỏa cả thành phố tới bây giờ, khu tôi nằm yên bất động gần 2 tháng rưỡi rồi. Sáng nay, anh Lê Anh Phương, 21 tuổi, vẫn còn phải ngồi trực chốt. Anh Phương chia sẻ rằng, có những hôm mưa to gió lớn, anh em trực chốt không ai ngủ được vì nước mưa tạt vào. Đến giữa đêm gió lạnh, trong khi chỉ có một chiếc chăn mỏng. 18 hộ với 61 người dân ở tổ dân phố 35, phường Bình Thuận, quận Hải Châu phải chờ đợi thêm khoảng một tuần nữa mới được giải phóng. Giữa lúc gần như toàn bộ thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại từ khoảng 10 ngày nay, thì bên trong các điểm còn bị phong tỏa cứng vì dịch COVID-19, mọi sinh hoạt phải tiếp tế từ bên ngoài. Bà Đinh Thị Hoa, 62 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 35, phường Bình Thuận, quận Hải Châu cho biết, hiện việc đi chợ cho người dân được thực hiện trên nhóm Zalo của tổ. Vì bên ngoài đường phố đã được buôn bán nên đồ ăn thức uống theo yêu cầu của dân cũng rất phong phú. Buổi sáng có đủ món bún bò, mì quảng, bánh cuốn, bánh mì, rồi cung cấp thuốc men cho đến lĩnh lương hộ cho dân. Có những lúc 10 giờ tối, có hộ gia đình báo, cô ơi bếp nhà em hết ga rồi. Vậy là từ 6 giờ sáng, bà Hoa ra chốt đón, yêu cầu người chở ga mặc đồ bảo hộ, sát khuẩn cẩn thận. Những ngày mưa bão, việc giúp dân trong khu phong tỏa vất vả lắm, nhưng ban điều hành tổ dân phố ai cũng cố gắng. Vì nhìn ra thấy phố xá đông vui thì ngày mình được bình thường trở lại như vậy cũng không xa nữa, bà Hoa tâm sự. Kiệt 223/18/96 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê với 23 hộ trên 91 nhân khẩu là một trong hai điểm cuối cùng của thành phố Đà Nẵng còn bị phong tỏa. Dự kiến một tuần nữa, sau khi các yếu tố dịch tễ COVID-19 đảm bảo, nơi này sẽ được dỡ chốt. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin nguy hiểm thưa quý vị. Nam Định phát hiện sản phụ dương tính với SARS-CoV-2 chưa xác định được nguồn lây, tải lượng virus rất cao. Mới đây, tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, Nam Định phát hiện một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân được xác định N, 23 tuổi, trú xóm 17, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy. Ngày 4 tháng 10, chị N và Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy chờ sinh, qua 3 lần test nhanh COVID đều cho âm tính. Ngày 6 tháng 10, được chỉ định sinh mổ. Chiều ngày 8 tháng 10, thai phụ có dấu hiệu sốt kèm rát họng. Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy tiến hành lấy test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Tiếp đến, lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân này chưa xác định được nguồn lây. Qua điều tra dịch tễ xác định 31 F1, gồm nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, các sản phụ chờ sinh tại khoa sản, Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy. Do ca bệnh này chưa xác định được nguồn lây nên việc rà soát truy vết gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, chỉ số tải lượng virus của bệnh nhân từ kết quả xét nghiệm PCR rất cao so với bình thường. Để kịp thời khống chế dịch bệnh, ngay đêm ngày 8 tháng 10, các lực lượng phòng chống dịch của huyện Giao Thủy và các địa phương tập trung tối đa nhân lực triển khai truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa đối với cụm cư dân nơi gia đình ca bệnh sinh sống, gồm 7 hộ, 25 nhân khẩu và khu vực thuộc xóm 17, xã Giao Thiện. Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy cũng tiến hành phong tỏa từng khoa phòng, lấy mẫu xét nghiệm liên tiếp từng ngày đối với nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị và người nhà bệnh nhân. Trường hợp F1, F2 có nguy cơ cao tiến hành xét nghiệm PCR theo đúng hướng dẫn. Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy từ ngày 9 tháng 10 dừng tiếp nhận bệnh nhân. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện cho biết, hiện các đơn vị chức năng đang xác định nguồn lây đối với bệnh nhân N. Trong thời gian qua, sản phụ này chỉ ở nhà, không tiếp xúc với người về từ vùng dịch. Gia đình cũng không có người về từ vùng dịch tễ. Ngay chiều tối qua, UBND xã Giao Thiện cùng các đơn vị chức năng tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế đối với 75 hộ, 25 nhân khẩu tại khu vực gia đình sản phụ N sinh sống. Chuyển sang tin tiếp theo, đại dịch COVID-19 làm tăng rối loạn lo âu, trầm cảm trên toàn cầu. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Queensland Úc dẫn dắt, ghi nhận thêm 76 triệu trường hợp rối loạn lo âu, 53 triệu ca rối loạn trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian xảy ra đại dịch năm 2020. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân do giới trẻ không được đến trường và gặp bạn bè. Trong khi đó, nhiều phụ nữ gánh vác thêm việc nhà, đối mặt nguy cơ bạo lực gia đình ngày càng tăng. Đáng buồn là vì nhiều lý do, phụ nữ luôn có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ những hậu quả kinh tế và xã hội trong đại dịch. Đồng tác giả nghiên cứu, bà Alice Ferrari cho biết, các trách nhiệm như chăm sóc gia đình, công việc nhà có xu hướng là việc của phụ nữ. Và bởi vì phụ nữ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, vốn tăng cho các giai đoạn khác nhau của mùa dịch, bà Ferrari nói. Tiến sĩ Ferrari cho biết, việc đóng cửa trường học và các biện pháp phòng dịch đã hạn chế khả năng học tập, tương tác của giới trẻ với bạn bè. Nhóm nghiên cứu kết hợp những phát hiện của họ và 48 nghiên cứu được thực hiện trước đó để đưa ra một phân tích tổng hợp về số người mắc các rối loạn tâm thần ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2020. Các tác giả cho biết, nghiên cứu là cái nhìn toàn cảnh đầu tiên về gánh nặng của rối loạn lo âu và trầm cảm trong suốt đại dịch.
Theo đó, nghiên cứu ước tính số ca mắc rối loạn trầm cảm nghiêm trọng tăng 28% từ 193 triệu ca khi không có đại dịch lên 246 triệu ca khi đại dịch xảy ra. Tương tự, ước tính số ca rối loạn lo âu tăng 26% từ 298 triệu ca khi không có đại dịch lên 374 triệu ca khi đại dịch xảy ra.